chỉ sợ tình ta dở tan theo bọt nước như từng cơn sóng vô tình. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Sông Đốc của huyện Trần Văn Thời của thành phố Cà Mau. Và đây là một cái hình ảnh di chuyển khá là phổ biến Sông Đốc này. Đó là người ta sẽ làm một cái dây gồng gọc ở trên đó cô bác quý anh chị. Và người ta sẽ làm những cái thùng phi ở dưới kết thành một cái chiếc bè thay cho một cái cầu. Và đây là một cái cách di chuyển của bờ bên này qua bên kia. Thì đối với người thì di chuyển như vậy. Vậy thì còn đối với chiếc xuồng di chuyển qua những cái con đê, con đập thì như thế nào? Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ tiếp tục hành trình này ha. Và nơi Bùi Hồ đang ngồi ở đây được gọi là một cái cống. Cái cống này thì có nhiệm vụ là ngăn nước ngọt với lại nước mặn. Và để cho những cái chiếc ghe, những cái chiếc vỏ lãi, những cái chiếc xuồng qua lại giữa cái cống này. Thì các cô chú ở đây người ta sẽ dùng một cái cầu gọi là cầu kéo. Và mỗi một lượt qua như thế thì được tính bằng tiền. Và cái cầu kéo này có nhiệm vụ là nó sẽ đi xuống sông và nó đưa chiếc những cái người mà lái ghe đó sẽ đưa chiếc ghe của mình lên đây và kéo qua sông, kéo qua cái con đập này cô bác quý anh chị. Và để hiểu thêm về điều đó và một cái điều thú vị này thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng nghe chú ở đây chia sẻ về cái câu chuyện mà là cầu kéo tàu qua sông, một cái nét văn hóa rất là độc lạ ở miền Tây nói chung cũng như là ở Cà Mau nói riêng. Bây giờ mình vô đây gặp chú ha. Chào chú. Thì hôm nay thì con có hữu duyên về với lại huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Thì con được biết rất là nhiều thông tin về cái cầu kéo này. Có thể chia sẻ là chú làm với cái nghề này được bao nhiêu năm rồi ha chú ha? Này cũng giờ tôi làm tới giờ là cũng 5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà trước đó nó đã có nữa. Dạ. Mỗi một lượt những cái chiếc ghe bè đi qua lại như thế là ghe xuồng đi lại là bao nhiêu tiền hả chú? Tùy theo phương tiện. Dạ. Nhỏ nhất thì 5.000, 10.000. Dạ. 15, 20, 30, 50. Dạ. Từ ngày thành lập cái cống này thì đã có cái cầu kéo như thế này rồi hay sao chú? Coi như là cống hoàn thành thì bắt đầu ở trung tâm nó cho hợp đồng làm cái cầu này. Dạ, cái này là chú tự phát làm hay là mình người ta hướng dẫn mình làm hay sao như thế nào? Cái này là do học hỏi thôi. Dạ. Học hỏi thì cũng nhiều cái gì là tiền bối trước đây rồi làm đó, rồi đây hợp đồng đây làm đây cũng 5 năm. Dạ, rồi chú tự thiết kế ra luôn? Không, cũng có mấy ông anh trước. Dạ, mấy ông anh. Cái trọng tải của nó chịu được cái lực của chiếc ghe, chiếc xuồng là bao nhiêu hả chú ha? Tối đa. Tối đa nó là 20 tấn. 20 tấn. Ồ, kéo chiếc xà lan 05 luôn mà. Dạ, kéo một chiếc xà lan được luôn. Kéo xà lan 05 luôn. Không, dạ. 05 rồi nội sắt nó không là 16 tấn rưỡi rồi đó. Dạ. Ồ, khủng khiếp ha. Ở đây là những cái đường gầy hả chú ha? Đường gầy. Dạ. Và cái ở trên này là làm những bằng những cái cây. Cái cây này để lâu thì chắc nó cũng cây này địa phương thôi, dùng này bạch đàn rồi kia vậy cũng được rồi. Dạ. Hồi trước đây làm nội cây miền Đông nhưng mà giờ thấy nó cũng vậy thôi, giờ làm gỗ địa phương cho nó rẻ. Dạ. Nhưng nữa xuồng giờ đi lại nó cũng hạn chế lắm. Dạ. Nó mở theo con nước, thí dụ như là nước ròng thì tự động nó mở. Dạ. Rồi nước lớn nó tự động nó đóng lại. Tự động luôn. Tự động. Dạ. Cái này là mình làm có đấu giá gì, đấu thầu gì không chú? Cũng có đấu với thuế nhà nước chứ. Dạ. Chú có thể cho nó đi xuống cho con, cho mọi người coi được không chú? Cho nó đi xuống nước á. Được, được, được. Dạ. Này mỗi lần đi vậy tốn nhiều xăng không ha chú ha? Cũng ít dầu thôi chú. Ít dầu thôi ha. Cái này mà kéo càng dầu càng nhiều là mình càng có tiền á. Đó. Đó chú phải bật cái máy này lên nè mọi người. Rồi sau đó chú sẽ làm quá xuồng rồi lại đó lại có một cái chiếc xuồng này kia tới rồi kìa. Ừ. Mỗi ngày vậy thì được nhiều tiền không chú? Cũng vài trăm rồi, cái hồi trước là kéo nhiều tiền lắm nhưng bây giờ dân đi lại nó hạn chế lắm chú ơi. Dạ. Nhưng giờ xăng dầu mắc nè, họ không có đi lại nữa. Dạ. Bên đây là nước ngọt hay là nước mặn hả chú? Bên đây nước ngọt, bên đây nước mặn. Dạ, bên đây là nước ngọt, bên đây là nước mặn. Nhằm cái việc mà ngăn chặn nước ngọt, nước mặn nó xâm lấn vô nước ngọt hay chú ha. Có một cái chiếc xuồng ở đằng kia.
tới thì ước tính là bao nhiêu chiếc ghe xuồng qua lại cái cống này chú? Không để ý, mình cũng không đếm đâu. Rồi khách tới rồi mình kéo, khách đến mình kéo vậy thôi. Dạ. Để mà quay được cái cầu kéo này đó thì phải tốn thời gian, phải đợi cho chiếc xuồng, chiếc bè qua, xuồng, chiếc ghe qua thì mình mới quay được. Ở đằng trước là cái chiếc vỏ lãi thôi chú ha. Vỏ bao nhiêu tiền chú? 10.000. 10.000. À, cũng hay hay ha. Lần đầu tiên mà con thấy là cái việc mà đưa chiếc ghe, chiếc vỏ lãi mà từ bên đây bờ qua bên kia bờ như thế này. Có tính người không hay chỉ tính ghe thôi chú? Tính chuyến xuồng vậy thôi. Dạ. Phương tiện lớn hơn nữa, bự dài hơn nữa thì giá nó khác nữa. Dạ. Chú năm nay là chú bao nhiêu rồi? Năm nay tôi 60 rồi. 60 rồi. Chú làm đây là 5 năm rồi. Ừ. Dạ. Ông anh thì cũng làm lâu, ông anh thì cái cầu này của ông anh cũng làm lâu lắm, làm mấy chục năm hồi ra đời tới giờ. Vậy là cái cống này cũng lâu rồi hả chú ha? À, cái cống này có cũng mười mấy năm. Dạ. Nhưng mà tôi xuống làm mới khoảng 5 năm. Dạ. Cái này là tự người dân mình phát minh ra hay sao chú? Người dân phát minh. Người dân phát minh. Thì cái người đầu tiên là ai phát minh ra hả chú ha? Không nhớ tên nhưng mà cái người đó thì ở Đầm Dơi á. Dạ. Ông cụ đó cũng làm, cũng sáng chế ra, ông làm. Mà hồi đó làm theo quay chứ không có máy này quay tay á. Dạ. Làm vòng cu leo lên chảnh quay. Dạ, mà nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Nhưng bây cái chiếc ghe nhỏ rồi. Ừ. Hồi đó kéo chừng năm mấy tấn trở lại à. Dạ. Rồi bây giờ thì nó ngày tiến bộ rồi, phương tiện này, này kia rồi đủ điều kiện làm, họ làm lớn lên. Dạ. Nông dân của Việt Nam thì rất là nhiều người có những cái óc sáng tạo rất hay ha chú ha. Thậm chí là con có thấy được rằng là việc mà di chuyển ở dưới này thì đường rất là khó. Mà di chuyển mà từ bờ qua đây qua bờ bên kia đôi khi người ta sử dụng gồng gọc nữa. Gọc kéo với một chiếc phà tự chế lụm mót rồi kia vậy đó. Dạ. Họ đóng dáng lên họ đi chở vài ba người thêm một chiếc xe vậy đó. Dạ, cũng hay hay. Cái cảnh này thì chỉ có thể thấy được ở miền Tây thôi ha chú. Ừ. Tí xíu nữa đợi qua vài chiếc ghe bự bự quay cho cô bác quý anh chị xem tiếp ha. Không, lúc này xả cống rồi ghe bự ít đi đó, và họ đợi cống. Dạ, họ đợi cống cho nước nó chìm. Bây giờ họ kéo ra cái họ tốn mấy trăm ngàn lận. Ô ghe bự ha chú ha. Ghe bự tốn mấy trăm ngàn. Dạ. Thí dụ như ghe tải 40 tấn thì nó phải là tầm từ 400-500. Ồ. Ừ. Chiếc này kéo được 40 tấn rồi. Không phải, chiếc ghe cái tải của nó chở á. Dạ. Là 40 tấn thì tầm cái ghe nó lớn, như cái ghe bên đó đó có 13-14 tấn đó là mà nó ba lớn rồi đó. Dạ. Còn mấy ghe kia thì bự hơn nữa. Dạ, ghe này là 13-14 tấn nè. Ghe kia tới 40-50 tấn. Dạ.
cũng hay hay, con thấy chú là chú xuống đây là cái đoàn tải này nó đi hết rồi đó chứ, nó là nhiều lắm à. Dạ, con thấy chú là chú đưa một cái vợt ra để lấy tiền. Lấy tiền, đây là cái vợt để mà lấy tiền nè. Cũng hay hay. Chứ không có cao ngoài kia, mà ngồi đây đưa thì tự đưa. Vậy có chiếc vỏ lãi đằng đó lại phải không chú? À, chiếc đó nó vô nữa, dân ra đây dân mua bán về. Dạ. Chú mà quay trong ngừng ra cho mà quay quay mặt cái bả ủa bắp chân như ra ngoài luôn. Đó, ở chợ búa này bán giải trên bờ này, bán giải dưới sông. Bán giải ở dưới sông luôn. À. Của người ta chạy 2-3 số này, chạy có 1 số 1 à. Bốn số rồi, con ngò rồi hết. Cái máy này nó mạnh lắm nên mới kéo được cả một cái chiếc ghe chiếc vỏ lên. Mày tới Vino 3002. Dạ. Được bao nhiêu năm hả chú? 5 năm trở lên. Dạ. Chiếc xe này có thể lên tới 10 năm đó, bị nó nằm lên xuống nằm nước này hoài. Dạ, để mà ở đây để mà cho những cái chiếc xuồng nó không có cấn với lại cái cây á. À, là chú dùng những cái vỏ của bánh của ô tô á. À, vỏ cũ à, chú, vỏ cũ chú để lên. Ồ, nó rất là nặng luôn á. Để lên đừng cho nó cào đinh chày xước xuồng của người ta. Dạ. Ừ. Và bề ngang của nó thì nó khoảng bao nhiêu hả chú? Bao nhiêu mét hả? Bề ngang là 2.9 2m9, còn dài đó khoảng dài 5m. 5m. Dạ. Ồ, phải nói là cái cảnh mà di chuyển này là chỉ có ở miền Tây và đặc biệt là chỉ có ở Cà Mau mới có thôi. Cà Mau mới có. Nguyên nước Việt Nam không có cái thứ hai, thậm chí là cả luôn cả thế giới hả chú hả? Khi mà người ta có những cái khó khăn trong cuộc sống á thì người ta sẽ óc sáng tạo của người ta sẽ tăng lên. Hôm nay gặp được chú chia sẻ hay quá. Là cô chú à, tối ngày ở đây luôn ha. Ở đây xuống rồi, đi đâu được đâu, cái ngày này mà. Dạ. Đi ta không qua đường được. Dạ. Giống như cái trạm thu phí mà mình đấu lại sao xe chạy gì đó. Dạ. Đấu lại mình không cho tao lối tốt này là để người ta chịu chết luôn. Tới này dạ. Làm cái lỗ lớn cái là kéo giảm lại nữa vậy. Dạ.
phải có dịp mà gặp cái ghe lớn á, kéo qua cái coi. Dạ, tí xíu nữa mà mong có một cái chiếc ghe lớn quay mọi người thích hơn. Thì về lại Cà Mau thì gặp được chú Chính với cô Chính. Thì người Cà Mau thì dễ thương vô cùng mà. Thành nữ là cô Chính với lại sẽ hát tặng cho tất cả cô bác quý anh chị một bài hát tân cổ để cho cái nét đặc sắc của miền Tây hay cô Chính. À. Dạ. Ê. Dạ. Rồi con mời cô Chính ha. À. Qua biển dân rồi tàn theo sông nước, em chỉ sợ tình ta dở tan theo bọt nước như từng cơn sóng vô tình. Như cao trắng trầu xanh mình trọn kiếp chung tình, anh hứa rồi yêu em mãi mãi, tháng năm dài không phải nhạt chuyện trầu cao. Sau những buổi chiều phai sắc lạnh, anh thấy buồn thấy lo sợ dần dơ, sợ một ngày mình tan vỡ ước mơ. Câu hứa ngày xưa vỡ tan như bọt nước. Người em gái nhỏ má hồng yêu ơi, đừng buồn những lúc chiều phai sắc lạnh, anh hứa anh là suốt đời của em, sao vẫn lo âu ân tình nhạt nhòa. Thời gian bôi xóa tháng năm dần trôi, chứ không phải nhạt tình. Như lá yêu hoa ta mãi mãi yêu mình, xin em đừng làm cho ngày phai sắc lạnh, cho đêm thêm dài chiếu nắng sầu tư. Em chỉ sợ mai mốt này đời mình sẽ chia ly, sông núi xa xôi làm cho lòng anh thay đổi. Không đâu em dù ngàn trùng ngăn trở, suốt cuộc đời lòng anh chẳng đổi thay. Cô Chính hát hay quá luôn. Cô Chính hát là tuyệt vời, đứng chất của miền Tây, con người Cà Mau. Dạ hôm nay thì con đến đây thì con cũng có dịp biết đến cô Chính với chú Chính, thì chúc cho cô Chính với chú Chính luôn dồi dào sức khỏe. Con cảm ơn cô Chính với chú Chính đã chia sẻ con một cái nét văn hóa mà không phải chỗ nào cũng có, mà đặc biệt là chỉ có ở Trần Văn Thời Cà Mau này mới có thôi. Thì cũng hữu duyên thì gặp được cô chú, con chúc một lần nữa con chúc cô chú sức khỏe ha. Cảm ơn cô. Về miền Tây thì mới thấy được hết cái nét độc đáo của miền Tây. Và xa la xa lần kia là một cái chiếc vỏ lãi nhỏ mà người ta bán là ba khía muối hôm. Ba khía muối cô bác quý anh chị, người ta gao rất là dễ thương luôn. À, thì cái clip của Bùi Hồ hôm nay đến đây chia sẻ về một cái nét rất là dễ thương và độc đáo của người miền Tây, rồi cũng như là những cái nét văn hóa sinh hoạt của người miền Tây, đặc biệt là tỉnh Cà Mau. Thì rất mong video clip này sẽ mang cho cô bác quý anh chị một điều gì đó bổ ích về miền Tây nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng ha. Đừng quên đăng ký kênh, like, share, chia sẻ cho Bùi Hồ có thêm động lực để tìm đến những cái vùng đất tiếp theo, cũng như là những cái nét độc đáo của người miền Tây nói riêng và nước Việt Nam nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ạ.